Vậy hả? Cho hỏi cô thành vong hồn ấm cúng gì thì có bằng con người mà lúc trước khi cô chết mà cô thành con người được không? Hả? Tựa không có nơi cứu ngụ. Cái loại đó rất là khổ sở. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị, cõi vong linh, cõi dữ, đang tu luyện tà thực tà đạo, hại người cũng hại như mình. Hiện tại gia đình đang ở một khu nghĩa địa, không biết nghĩa địa này là ở đâu, rất là lớn nha. Làm mà vào đây khám phá rồi, cũng như chia sẻ cho bà con cô bác xem thì có cái hiện tượng lạ gì ở trong cái khu nghĩa địa này, cũng như có những cái vong hồn dược dở chưa được siêu thoát, mình giúp họ nha. Rồi, video thế nào mà bà theo dõi nha. Lớn quá không biết đi đâu. Không biết có cái dòng nào không mà thấy chưa? Tôi đi sáng thấy không mà. Ai đó? Ai đó? Trời trời. Cái kẹo mà bạn thấy không? Ai vậy trời? Ông mà lấy gần cũng coi. Xin chào. Ai vậy trời? Ông mình lên nói thử coi. Chào nghe. Chào. Ai vậy? Ôi người. Tôi pháp sư nhỏ xíu một xíu tìm kiếm vong linh giúp đỡ. Còn mình đặt cái máy ở đây còn mà. Xin chào. Nguy hiểm vậy? Làm gì đâu nguy hiểm. Ok.
Vậy hả? Đặt cái máy đây mình trò chuyện với cô. Vậy hả? Chỉ có tôi đói quá, tôi đi tìm thức ăn thôi, mới gặp được tôi đó. Tìm thức ăn hả? Cô có cần ai giúp đỡ gì không? Hả? Giúp cái gì là giúp cái gì? Sao tôi biết được? Cô là ma hay quỷ vậy? Tôi là con ma. Gì hả? Rồi cô có cần giúp đỡ gì không? Không biết tôi cần cái gì nữa. Tại vì tôi ở đây quá thoải mái rồi, quá cúng rồi, quá mạnh mẽ. À, con không có đói hả? Không có đói khác giống như mai khác hả? Nơi này nhận quá khá nhiều quá không? Mỗi lần đói nó bò bọt chứ ngửi cái ăn hơi là bắt đầu nó no cái bụng rồi. Vậy hả? Cho hỏi cô thành vong hồn ấm cúng gì thì có bằng con người mà lúc trước khi cô chết mà cô thành con người vậy? Nó không? Hả? Không có nơi nương tựa, không có nơi cứu ngộ. Cái loại đó rất là khổ sở. Còn cái loại khổ sở nữa là không biết chết gì không. Dạ. Trước á, lạnh lẽo là còn khổ dữ nữa. Còn như tôi là loại đứng thứ ba rồi. Thứ ba là tôi nghĩ là có nơi chôn cắt đàng hoàng và bóng cây nơi này rất là nhiều. Nơi cứu ngộ đó rất là thoải mái cho chúng tôi. Ừ. Đó thì ông thấy đó, bây giờ chú mưa cũng có nhiều chỗ nè, tại vì người ta mỗi lần xây cái nhà mộ cũng có điều kiện là người ta cắt lên cái nhà mộ hoành tráng, cho nên là tụi chúng tôi là rất thoải mái. Ừ. Đó, ma là nó có rất nhiều loại thưa ông. Cái loại mà khổ sở nhất là chết trôi, chết sông, chết nước đó. Ừ. Còn cái loại thứ hai nữa là không có chỗ nương tựa, không có chỗ trú ngụ. Rồi sấm sét nó đánh chết đó, hồn siêu bách tán đó. Đó là khổ thứ hai. Còn như chúng tôi thì đứng đầu thứ ba rồi. Cũng đỡ khổ lắm không? Rồi mỗi lần mình dùng cái này mình hưởng đồ ăn cúng thì của ai cúng cho mình? Người nhà cũng có cúng mà người ta cúng cho bạn tôi cũng có. Rồi bạn tôi nó chia sớt cho chúng tôi ăn ké gì đó. Cô cho hỏi cô sao mà cô chết vậy mà không được siêu thoát hả? Tại vì không phải rồi, không phải là siêu thoát gì. Tại vì tôi vắng dương hoài cái nơi này, tôi không muốn rời đi đó không. Nó mát mẻ mà nó ấm cúng quá, nó có nhiều nơi cho chúng tôi cư ngụ quá, cho nên nó vui quá. Bạn bè nhiều nữa cho nên nó vui vui đó không. Ừ. Sao mà cô chết? Cái chết của tôi hả? Ông khơi lại nỗi buồn của tôi nữa rồi. Để tôi nghe đi, tôi đi chia sẻ cũng như giúp đỡ cho. Rồi bây giờ ông muốn nghe thì tôi sẽ kể cái chết của tôi. Tôi kinh doanh thua lỗ mà tôi chết đó. Kinh doanh tôi đầu tư đó ông. Tôi khi còn sống đó, tôi là một cái nhà mà sản xuất. Tôi là nhà sản xuất. Rồi khi mà ông biết tôi là nhà sản xuất gì không? Gì? Nhà sản xuất tin ảnh. Ồ, ghê à. Nhà sản xuất tin ảnh. Bắt đầu vô mấy cái bộ tin rất là ăn khắp. Tiền vô bạn bỉ không ông ơi. Rồi bắt đầu tôi tham á. Cái bộ phim mà học Phật nghe kinh kệ này kia, nó có phước có báo rồi mau để sớm được siêu thoát chuyển giúp thành người. Nếu cô đồng ý thì tôi cũng cơm giúp cho cô nha. Ồ, nghe vậy thì tôi cũng, nhưng mà tôi đi rồi chắc tôi nhớ bạn bè tôi nơi này nhiều lắm. Nhớ thì nhớ, mình ai rồi cũng phải siêu thoát, mình còn thay thành người chứ không lẽ muốn làm ma ở đây hoài. Thôi thì cũng được, bây giờ tôi sẽ nghe lời ông, chứ tôi đi thì tôi cũng buồn, nhưng mà cũng phải đi thôi chứ ở đây lâu rồi cũng
giờ tôi nếu mà đồng ý thì tôi cô tạm tôi ra ngoài, khi nào mà tôi kêu tên cô thì cô ra. Nãy cô nói cô tên gì quên rồi. Bây giờ ông ấy hỏi tên nào, bây giờ tôi nói tên của tôi cho ông nghe nè. Tôi tên là đừng nói chết rồi quên nó tên mình luôn. Tên là Lý Tiểu Linh. Lý Tiểu Linh à, em của Lý Tiểu Long cái gì? Tại vì tôi là người Hoa mà gốc Việt, tức nghĩa là cha người Hoa mẹ người Việt. Lý Tiểu Linh. Vậy thì Lý Tiểu Linh chị tạm lui ra đi. Dùng cúng đồ cúng rồi kêu chị ra dùng xong tôi giúp chị nha. Rồi ok, cảm ơn chú. Gì? Cô ta đã lùi ra rồi mà bác ơi. Thì cô ta sẽ giúp cho cúng cho cô ta cái đã, xong rồi Lâm sẽ giúp cô ta về ngôi chùa tu lành tu hiền sớm là thầy chứng kiến thành người nha bác bác ha. Kim chỗ đặt cái. Lâm sẽ bày cái nghi thức cúng này đi. Đi nha mà bác. Cũng như là ấm no là bác mình sẽ giúp cô ta về chùa luôn nha. Hiền chí mặc đồ sang trọng đẹp quá mà bác ha. Nhìn là thấy quý phái rồi đó. Kinh doanh là mang thua lỗ rồi đi ấy chết, người nổi tiếng thì cũng vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương nhân thân cổ thần thổ địa các chư vị thần ở đây, đặc biệt là các dông ở đây có ai đối khác thì cũng lỡ đi dùng nha. Rồi cái cô mới thời nữa nè, dùng đi cô cái gì họ tên nhóm Lý Tử Lộng quá cũng đã dùng nha, tôi giúp cho cô nha. Giờ mình nghe tạm lui ra ngoài. Cảm ơn chú em đã đãi cho tôi. Đãi thì ăn thôi, chứ tôi cũng đâu có thiếu thốn gì đâu. Nơi này bạn bè của tôi tốt bụng lắm. Chúng nó có đồ ăn cái cuốn nào kia cho chúng tôi, cho nên chúng tôi không bao giờ bị đói. Cũng vì ngày ấy tôi tham quá. Nếu như ngày ấy ta không có tham thì tôi đâu có chết đâu ta. Đầu tư vô ngon quá, lời thì lời mấy trăm tỷ. Bỏ ra tí xíu mà lời nghe bạc tỷ, bạc trăm, bạc tỷ. Ngon lành quá cho nên lòng tham nó trổ dậy. Thời gian thấm thoát cũng mới đây cũng hai mươi mấy năm rồi, trôi mau quá. Hồi thời đó thì nó ít cạnh tranh như bây giờ. Thời đó mà ai được là giàu to luôn, làm tỷ phú luôn cũng được. Nhưng mà tại vì tôi quá tham rồi, tự dưng mà lời bạc trăm bạc tỷ trong tay ai mà đã tham nè. Lúc đó hãy mình ngưng được rồi. Lúc đó là tôi sản xuất là ba bộ phim là nó bắt đầu là nó vô bạc tỷ không, mấy trăm tỷ không, ngon lành quá.
rồi nghe cái những cái tai ngang ngang, tai em ngang ngang là tự dưng nghe lời tụi quỷ đó, cứ đầu tư vô mãi càng ngày càng thất thoát, càng ngày càng lỗ, tiền lời thì bay luôn, ba căn biệt thự cũng bay luôn, biệt thự ba căn cũng xong, làm hộ chiếu rồi chuẩn bị qua Singapore, trước đứa con thứ hai chuẩn bị trốn nợ, chưa kịp qua Singapore nữa cũng mắc mạng luôn. Mắc mạng là tại vì á, bị thám tử nó theo dõi, nó chụp ảnh, nó quay phim lại, nó đem về cho chủ nợ. Lúc đó là dây nợ đen, nợ đỏ, nợ gì tôi cũng dây hết trơn. Gặp những cái tay mà thám tử nó săn ảnh rồi nó chụp đó, rồi họ biết tung tích tôi ở ngay trong chỗ đó, nó dí, nó rượt lên được chiếc xe của người khác rồi quýnh nó trơn, nợ đồ nạ đạp số vô số làm sao mà vô ngay cái số 1, nó kẹt ngay số 1, nó cứ giật hoài, nó chạy chạy gì đâu mà nó chạy quá trời nhanh, với tốc độ mà nhanh với chạy bán sống bán chết mà. Rồi thêm xe nó vô ngay số 1, nó bắt đầu nó giật, nó lên hết ga nữa, tông vô chiếc xe tải, nó thắng không kịp, nó bắn không kịp rồi nó ủi vô nguyên chiếc xe tải, ôi khủng khiếp quá. Nếu như lúc đó mình đừng quýnh quán, đừng có quýnh quán mà chạy từ từ thôi là cũng đâu có mất mạng được. Lúc đó bán sống bán chết thì chạy bán sống bán chết. Nhớ là cái thời huy hoàng á, làm ăn được cái tao nó mắc ham. Thời đó nó thật sự huy hoàng đối với tôi. Chưa là thời hoàng kim, thời hoàng kim. Bây giờ hoàng kim đâu không thấy, thấy thành một cái hồn ở nơi này. Bạn bè của tôi nghe cái lịch sử này tụi nó cũng thương cho tôi. Cái lịch sử này thật là huy hoàng, thật là hoành tráng vô cùng. Tụi bạn tụi nó nghe được cái lịch sử, nó cứ nói là cái lịch sử huy hoàng. Huy hoàng đâu không thấy mà thấy mất mạng. Ngày đó cũng có mấy cái nhà sản xuất nó ngang ngang với tôi, cũng bể nợ đâu mấy người, cũng sụp đổ hết mấy người. Lúc đầu tôi thấy tụi nó làm ăn thì cũng phát như chúng tôi, như tôi như vậy. Phát lên chỉ một thời gian ngắn, tham tham là chết thôi. Nó vô bạc trăm bạc tỷ sướng quá mà. Hên hên luôn, cái bộ phim nào mà hay hay đó, đầu tư vô nó trúng bánh một cái là lời mấy trăm tỷ. Quá ngon. Nói chứ làm ăn cái này tham tham là chết. Nếu như không tham mình biết đường mình dừng đúng lúc là mình được làm giàu nha. Nếu tham tham là đầu tư vô cỡ chừng 4-5 bộ phim, đầu tư vô 4-5 bộ mà thấy không ăn khách là thấy chết rồi đó. Chẳng hạn như tôi, tại tôi quá tham thôi. Ba căn biệt thự bán hết trơn, hai đứa con thì ở, một đứa Singapore, một đứa bên Malaysia. Chưa kịp tẩu thoát qua đứa nào hết thì tôi cũng chết. Giờ ngồi nhớ là thời hoàng kim của tôi qua rồi, buồn quá. Cái thời mà hoành tráng nhất trong cuộc đời của tôi. Thôi bây giờ tôi cũng no rồi, bây giờ tôi lôi ra thôi. Chứ giờ ngồi đây ăn mà nhớ lại những chuyện trước đây thì càng nhớ lại càng thêm buồn thôi. Càng nhớ càng thêm buồn, càng ám ảnh trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ tới đâu là tôi ám ảnh tới đó. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Khi tôi mất rồi thì đưa về, tôi đưa qua nơi này sống cùng ông, cùng bà. Tôi cũng bớt lạnh lẽo với cô đơn. Tại vì ông bà tôi cũng chôn nơi này, cho nên đưa tôi về đây cũng bớt cô đơn. Nơi này gần 20 năm rồi, cũng bạn bè cũng rất là nhiều rồi. Dưới nơi này nó có chỗ trú ngụ che mưa che nắng, cho nên mà hô nói đi chỗ khác là tôi cũng không có can an tâm chút nào. Tại vì ở nơi này quen rồi mà, nghe nó nói đưa mình đi đến nơi nào tu tập đang làm người mới gì đó, đầu thai chuyển kiếp gì đó, để mình suy nghĩ lại xem, suy nghĩ lại xem có nên đi không. Chứ nơi này cũng mấy chục năm rồi chưa có siêu thoát cũng buồn buồn đó. Giờ siêu thoát làm con người mới, làm con người mới, làm kiếp sau có cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ chỉ có kiếp sau tôi mới làm lại được cuộc đời mới thôi. Chứ bây giờ thành một cái vong hồn cũng không có làm gì được. Ô, chào ông. Xin chào cô. No chưa, ngon không? Tạm ổn, tôi cũng no rồi. Tôi tại vì tôi cũng không biết ngon hay là không, tại vì ngày ngày tôi đều ăn no bụng, cho nên tống tống vô hoài tôi cũng không biết cảm giác luôn. Gì sướng quá rồi. Bởi vì giờ chỉ có là không được là do mang cái nghiệp gì đó thì không siêu thoát được thôi. Chứ thật ra thì cơm nước có đầy đủ cũng mừng cho cô, nhưng mà tôi cũng phải làm cái lễ cho cô được ấm no. Ngon hơn nữa thì để mua chùa tu để sớm đầu thai những mọi người. Bây giờ thì đi ha, hay là có lời muốn nói không? Đi làm là có cái, tôi bây giờ tôi chỉ còn cách nước đi để làm con người mới, bắt đầu lại từ đầu thôi. Cứ làm một cái vong hồn hoài thì nó cũng không tốt. Nhưng mà đi thì cũng nhớ bạn bè cũng chịu thôi. Thì ai rồi cũng vậy thôi, bạn bè buổi tiệc nào cũng phải tàn thôi đó. Cho nên là cuộc sống ta giờ mình có chết rồi có sanh có tử, nhưng mà quan trọng là người chúng ta sống cho mặt tốt thôi, sống sao mà vừa cho mức mình thôi. Đừng có hy vọng đời sau cô đừng có làm gì tham lam nhiều quá, nó ham quá, ham muốn làm để rồi tham là tham nè, để rồi mới lỗ nợ mới khổ như vậy. Giờ thì tôi pháp sư nhỏ tôi chúc cô về một ngôi chùa để cô có cái nơi mà trú ngụ, trú mưa trú gió. Chứ nếu mà thật ra tới mùa mưa thì ở đây rất là lạnh lẽo à. Nhưng mà nhờ mấy cái máy này thì vô đây núp cũng đỡ đúng không? Đúng vậy, nhờ mấy cái máy đó mà tôi cũng được ấm ấm cái vong hồn với chúng tôi. Thì cô nói ở đây còn bạn bè còn trong rất là nhiều. Đúng thì vậy. Tôi sẽ cố gắng hay trở lại đây tôi tìm thêm có cái trong nào bạn bè cô, tôi muốn giúp về chung với cô để cho họ tu tập để mà cũng là mau đầu thai chuyển kiếp thành người như cô như vậy đó. Bây giờ thì cô còn gì muốn nói không? Không còn gì thì tôi giúp cô về một ngôi chùa để cô tu sớm là cô chuyển kiếp thành người, là con người nó mới hơn.
Không, bây giờ không còn gì để nói nữa, tôi ám ảnh cuộc sống này lắm rồi. Tại vì lúc chết đó tôi bể nợ mấy trăm tỷ, cả ngàn tỷ, tôi ám ảnh lắm rồi. Vậy thì nếu mà vậy thì tôi đưa cô về ngôi chùa, về ngôi chùa của tôi thành lập. Thì về đó có cơm, nước, cúng hàng ngày cho mình, cô đừng có sợ đối khác. Ráng mà nghe kinh, nghe kệ, học Phật, rồi tu hiền tu lành. Sớm đầu thai những cái tình người nha. Hy vọng cô này sau làm người nó tốt hơn, nó được may mắn hơn, sống thọ hơn. Như vậy nha, giờ đi thì chắc tay niệm sớt chuyển lên một phần tôi đi nha. Rồi tiểu linh này đi đi, đội ơn chú. Rồi, đi rồi. Bây giờ rồi đóng bà bắt đây. Làm cũng đã giúp đỡ cô này về chùa tu lành tu hiền rồi. Rất mong ông bà bác hãy ủng hộ kênh Lâm, có thêm cái động lực, một like, một chia sẻ ủng hộ kênh. Lúc này kênh tụt về sức quá ông bà bác ơi. Ông mà chia sẻ giúp dòng thì cũng rất là nhiều người đã mất đề sức và không thấy Lâm chia sẻ. Thì ngày nào Lâm cũng có video chứ không phải là ngày có ngày không. Tại vì ông bà bác nếu mà giờ nó tụt quá thì ông bà bác hàng ngày gõ lên kênh Lâm Nguyễn TV thì ông bà bác sẽ thấy. Ông bà bác sẽ ủng hộ Lâm, Lâm sẽ cảm ơn ông bà bác rất là nhiều. Bây giờ thì video của Lâm sẽ kết thúc tại đây. Cô này nói có lẽ ở đây bạn bè rất là nhiều để Lâm tìm kiếm bạn bè của cô ta, hoặc là có cái dung hồn nào ở đây dắt dở dở chưa được siêu thoát, sẽ cố gắng giúp họ về ngôi chùa tu lành tu hiền sống là thầy chứng kiến tên người nha. Bây giờ video Lâm kết thúc tại đây, hẹn bà bắt những video tập tiếp theo. Chào tạm biệt bà bắt nha.